Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mark Home. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị một công trình được thiết kế cho gia đình anh Mạc Văn Khanh có địa chỉ tại Châu Tiến, Quỷ Châu, Nghệ An. Và đối với công trình này của chúng ta đang được thiết kế đó chính là phong cách hiện đại kết hợp với cả lại mái Nhật một tầng. Và công trình này chỉ có một tầng thôi nhưng mà đã thể hiện rất là rõ nét về những cái phong cách của một ngôi nhà vườn rồi. Và đối với công trình này của chúng ta cũng sẽ có rất là nhiều đặc điểm rất là nổi bật và vượt trội. Và lát nữa chúng ta sẽ cùng phân tích về những cái yếu tố cấu thành nên cái ngoại thất của công trình này nhé. Còn đây chỉ là một trong những công trình tiêu biểu thôi. Ngoài ra quý vị vẫn có thể tìm hiểu thêm trên các kênh thông tin trực tuyến của chúng tôi. Và để nói về Mark Home thì chúng tôi có hai trang web lớn, đó chính là thiết kế thi công trọn gói.com cũng như là markhomegroup.vn. Khi mà quý vị truy cập vào hai trang web này sẽ có thể nhận được toàn bộ những thông tin về chương trình ưu đãi, khuyến mãi, giảm giá để tri ân tới khách hàng mà Mark Home sẽ thường xuyên cập nhật phía bên trên trang web. Và đối với phía Thanh Công Cụ này, chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin cơ bản từ những cái văn hóa tuyển dụng của Mark Home cũng như là về những mẫu nhà đẹp, những cái dịch vụ thiết kế nhà đẹp, thiết kế nhà vườn, nhà cấp 4, nhà ống đẹp, thiết kế nhà hiện đại và thiết kế biệt thự. Ngoài ra, những dự án hoàn thiện và những dự án đang thi công chúng tôi sẽ cập nhật phía bên trên trang web này để quý vị có thể nhìn nhận một cách trực quan và sinh động hơn, xem rằng là cái công trình mà chúng ta hoàn thiện thực tế nó sẽ đẹp như thế nào so với bản vẽ thiết kế. Và có một điều đặc biệt đó chính là cái phần kinh nghiệm. Ở đây chúng tôi sẽ cập nhật về những cái cẩm nang xây nhà cũng như là những cái kinh nghiệm phong thủy. Đây chắc chắn là một cái nguồn kiến thức rất là bổ ích nếu như quý vị muốn tìm hiểu để tự xây dựng cho mình một ngôi nhà, một công trình thật là đẹp. Và ngoài ra nữa thì chúng tôi sẽ có một kênh YouTube, đó chính là kênh Mark Home, có số lượng người đăng ký lên tới 137.000 người đăng ký rồi. Và không chỉ là có kênh YouTube Mark Home này, chúng tôi còn có cả một hệ sinh thái Mark Home như vậy. Với kênh Nhà đẹp Mark Home có số lượng người đăng ký là 1,57 triệu người đăng ký, kênh Lâu đài Việt là 426 người đăng ký, kênh Minh Home Nhà giá rẻ có số lượng là 1,97.000 người đăng ký và kênh Kỹ sư Chế Thanh là 270 người đăng ký. Đối với ba kênh YouTube này chính là ba kênh YouTube mới ra mắt của Mark Home. Tất cả những kênh YouTube này chúng tôi sẽ cập nhật những cái công trình chuyên sâu hơn, cụ thể hơn. Ví dụ như kênh Lâu đài Việt, chúng tôi sẽ cập nhật những mẫu công trình cực kỳ là hoành tráng, đồ sộ trên đất nước Việt Nam. Còn đối với kênh Minh Home Nhà giá rẻ thì chúng tôi sẽ lại cập nhật về những công trình nào có mức đầu tư vừa phải và hợp lý. Và đối với kênh Kỹ sư Chí Thanh thì chúng tôi sẽ lại đăng tải cái quá trình mà chúng tôi đi thanh tra giám sát xem rằng là cái công trình mà chúng ta đang thực hiện nó có sai sót ở đâu hay là nó đã đảm bảo theo đúng cái bản vẽ thiết kế hay chưa. Và đối với tất cả những kênh YouTube này, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật tới khách hàng khoảng tầm là từ 2 đến 3 video một ngày để phục vụ nhu cầu theo dõi của quý vị khán giả. Và ngoài ra chúng tôi sẽ có một fanpage Facebook với tên đó chính là Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng Mark Home. Ở đây thì cũng đã có số lượng lên tới 65.000 người theo dõi rồi. Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật những mẫu công trình đẹp hay là những cái thiết kế đẹp dành cho quý vị. Và quý vị có thể nhắn tin trực tiếp qua fanpage này hoặc là liên hệ qua các số hotline mà chúng tôi sẽ cập nhật trên đầu các trang web. Đó chính là 096 445 8888, 0828 133 333 hoặc là 0924 099 999. Và ngoài ra quý vị cũng có thể đến tham quan tại các trụ sở của Mark Home. Hiện tại thì quy mô của Mark Home đã trải rộng trên khắp mọi miền của Tổ quốc Việt Nam. Ví dụ như tại miền Bắc chúng tôi có địa chỉ tại 180 Phạm Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Tại miền Nam chúng tôi có địa chỉ tại số 162, 164 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Và tại các tỉnh miền Trung chúng tôi có địa chỉ tại số 287 Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh. Tại các tỉnh Tây Nguyên chúng tôi có địa chỉ tại số 34 QL14, xã Hòa Khánh, thành phố Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk. Và tại Bình Dương chúng tôi có địa chỉ tại 578 H8 tổ 6, ấp Phú Thuận, xã Phú An, thị xã Bến Cát, Bình Dương. Khi mà quý vị đến tại các trụ sở này, quý vị không chỉ là được nhận tư vấn trực tiếp mà quý vị còn được tham quan showroom của chúng tôi. Ở đây thì chúng tôi sẽ trưng bày tất cả những trang thiết bị vệ sinh, những vật liệu mà do Mark Home sản xuất và phân phối độc quyền. Đây cũng chính là một cái thế mạnh và là niềm tự hào của Mark Home khi mà chúng tôi có thể đưa những cái sản phẩm này từ nhà máy sản xuất đến tay người tiêu dùng một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất. Ngoài ra, nếu như quý vị lựa chọn một đơn vị có thể cung cấp được những vật liệu từ trực tiếp nhà máy đến tay của người tiêu dùng thì sẽ có thể hạn chế được rất nhiều những cái chi phí giao thương buôn bán. Ví dụ như là một thùng sơn này, quý vị ra ngoài cửa hàng quý vị mua thì sẽ mất khoảng tầm từ 10 đến 15% chi phí cho mỗi cấp như là tổng vùng, tổng kho, bến bãi rồi là cửa hàng, bởi vì là chúng ta sẽ phải có cái chi phí giao thương buôn bán cho các cấp đó rồi mà. Còn nếu như chúng ta nhận được những cái sản phẩm từ trực tiếp nhà máy sản xuất ấy thì nó sẽ hạn chế được toàn bộ những cái giá cả giao thương buôn bán đó. Và ngoài ra chúng ta còn có thể chắc chắn một điều rằng là tất cả những cái nguồn trang thiết bị vật liệu này đều là nguồn chính hãng, không lo về hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Và đó là về một vài những thông tin của Mark Home.
Được rồi, sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với công trình chính. Đối với công trình đã được thiết kế cho gia đình anh Khanh có địa chỉ tại Nghệ An này, với cái phong cách hiện đại thì nó đã làm cực kỳ là khỏe khoắn và trẻ trung cho ngôi nhà rồi. Và đây chính là một cái nét rất là đặc biệt của phong cách hiện đại, khi mà nó sẽ bao gồm những cái khối hình rất là vuông vức, nó thể hiện cái sự tinh giản, gọn nhẹ thôi, nhưng mà nó lại cực kỳ là phù hợp với cái xu thế hiện nay. Nếu như mà quý vị để ý thì có rất nhiều những cái homestay, những cái resort hay là những cái khu nghỉ dưỡng chúng ta đang thực hiện theo cái phong cách này rất là nhiều. Đó thì cái việc chúng ta sử dụng cái phong cách này, quý vị hoàn toàn yên tâm về cái tính thời thượng của nó. Và ngoài ra, đối với cái phong cách hiện đại như thế này, nó còn giảm thiểu được rất nhiều những cái chi phí đầu tư so với những cái phong cách khác như là phong cách tân cổ hay là cổ điển classic, bởi vì nó sẽ không có quá nhiều những cái họa tiết của phào chỉ, hoa văn trang trí trên những cái hệ thống cột trụ của sảnh hay là những cái hệ thống tường bao của công trình. Nó sẽ giúp hạn chế được rất nhiều những cái chi phí giá thành của nhân công xây dựng này, cũng như là những cái chi phí của những cái vật liệu xây dựng. Đó, vậy nên là với cái phong cách hiện đại bây giờ đã được lựa chọn rất là nhiều trong những công trình dân dụng của Việt Nam. Và ngoài ra, khi mà chúng ta kết hợp với cả hệ mái Nhật ý, thì nó sẽ đem lại rất nhiều những cái hiệu quả vượt trội so với những công trình của nhà hệ mái bằng. Thứ nhất là nó đã có một cái độ dốc tự nhiên nhất định rồi, sẽ hạn chế được những cái sự tù đọng nước mưa phía bên trên sàn mái, khiến ảnh hưởng tới cái chất lượng của mái nhà trong thời gian dài. Nếu như mà chúng ta xây dựng một công trình có mái bằng thì cần quan tâm rất nhiều đến những cái vấn đề chống thấm cũng như là về cái vấn đề thoát nước dành cho công trình. Còn nếu như mà chúng ta đầu tư cho hệ mái Nhật như thế này thì ngay sau khi mưa xong là toàn bộ những cái nước mưa đó nó đã dốc nước rất là nhanh chóng rồi, thậm chí là nó đã bắt đầu hanh khô. Đó thì chúng ta hoàn toàn không phải lo về những cái vấn đề chống thấm đó. Ngoài ra thì nó còn có một cái ưu điểm thứ hai, đó chính là về cái việc chống nóng rất là vượt trội. Vào những cái ngày hè oi bức, những cái ánh nắng mặt trời nó chiếu thẳng trực tiếp vào những cái mái ngói lợp của chúng ta, thì những cái nhiệt năng đó nó sẽ được lưu trữ giữa cái không gian, giữa cái ngói lợp này với cả là cái lớp đổ chắn bê tông của công trình. Nó sẽ khác biệt với cả là một cái công trình nhà mái bằng, thì những cái nhiệt năng đó nó sẽ truyền tải xuống không gian sống phía bên dưới, khiến cho không gian của chúng ta sẽ cực kỳ là oi bức, khó chịu, ngột ngạt. Và chúng ta sẽ phải quay ra chúng ta làm thêm những cái hệ thống làm tôn phía bên trên, sẽ làm tôn chống nóng này, hoặc là phía bên dưới chúng ta sẽ làm thêm cái lớp trần thạch cao. Đó thì nó sẽ làm gia tăng thêm cái chi phí đầu tư cho công trình thôi, mà ngoài ra nữa thì nhìn nó sẽ không có giao diện đẹp như là ngôi nhà mái Nhật ở đây. Và đối với nhà mái Nhật này, chúng ta cũng sẽ có những cái hệ thống mái lớn mới nhỏ nó trùng điệp với nhau, tạo ra một cái tầm nhìn, một cái giao diện rất là lôi cuốn rồi. Nếu như quý vị để ý vào những cái mái Nhật ngày xưa trong chúng ta hay thiết kế và thi công ấy, thì nó sẽ không có những cái mảng mái lớn mái nhỏ trùng điệp như thế này, mà nó chỉ có nguyên một cái mảng mái lớn nó úp lên thôi. Đó thì khi mà nhìn vào thì sẽ rất là trống trải và không có một cái điểm nhấn nào để mà có sức hút cả. Còn bây giờ đối với cái tay nghề của đội ngũ kiến trúc sư, chúng ta đã có thể hoàn toàn yên tâm về cái giao diện cũng như là về cái chất lượng của công trình rồi. Và đối với công trình này của chúng ta đang sử dụng một cái hệ thống cổng rào tường bao, nó sẽ được thực hiện đồng nhất với cái phong cách hiện đại phía bên trong công trình. Và ngoài ra nữa thì cái màu sắc nó sẽ tương đồng với cả toàn bộ công trình luôn, tạo ra một cái điểm nhấn rất là tổng hòa từ phía bên ngoài cổng và tường bao vào phía bên trong công trình, thậm chí là phía bên trên hai cái cột trụ của tường bao này. Chúng ta cũng sẽ sử dụng một cái hệ mái nó tương đồng với cả mái Nhật luôn quý vị nhé. Đây chính là một cái việc thiết kế nó tuy đơn giản thôi, nhưng mà nó chỉ cần phù hợp là nó sẽ tạo ra một cái sắc đẹp cho công trình. Thay vì cái việc chúng ta sẽ đầu tư thêm rất nhiều những cái họa tiết, phào chỉ, hoa văn trang trí cho cái cổng, nhưng mà khi mà nhìn vào tổng thể công trình thì nó sẽ bị lệch lạc đi những cái phong cách, thậm chí là nó sẽ không đẹp bằng những cái cổng trụ mà nó đơn giản như thế này. Và đối với màu sắc cơ bản của công trình này, chúng ta đang sử dụng hai màu sắc chủ đạo, đó chính là màu trắng và ngoài ra là màu xanh của mái. Và nếu như quý vị để ý thì cái màu xanh của mái này cũng như là màu sơn của công trình, nó đã được pha trộn rất là khác biệt với cái màu xanh nguyên bản rồi, không còn là một cái màu xanh da trời của mặt trời nữa hay là những cái màu xanh lá cây, bởi vì là chúng ta sẽ sử dụng rất nhiều những cái màu sơn khác nhau để tạo ra một cái màu sơn cuối cùng như này sử dụng cho công trình. Và quý vị cũng lưu ý nhé, rằng là đối với công trình nếu như mà chúng ta muốn đẹp thì cũng cần phải sử dụng những cái loại sơn trộn khác nhau, chứ tránh cái việc chúng ta sử dụng một cái màu sơn nguyên bản thì khi mà nhìn vào nó sẽ rất dễ bị chói mắt, và đặc biệt nữa là nó sẽ rất nhanh bị ố màu đó và khiến cho công trình chúng ta sẽ rất là xấu và nhanh chóng xuống cấp. Và chúng ta sử dụng ở đây với hai màu sắc như thế này là nó đã đảm bảo cái tính yếu tố chuyên môn là ghi màu rồi. Với cái việc ghi màu, tức là với mỗi công trình chúng ta sẽ chỉ sử dụng từ 2 đến 3 màu sắc chủ đạo thôi, thì nhìn vào công trình sẽ không bị rối mắt. Và ngoài ra nữa, sau một khoảng thời gian dài chúng ta sử dụng, khi mà nhìn vào nó vẫn sẽ có một sức hút rất là đặc biệt.
Và đối với công trình này, chúng ta đang sử dụng với cái hệ thống sảnh chính làm bằng cái hệ thống bậc ngũ cấp đi lên, đảm bảo rất là tốt cho phong thủy khi mà nó biểu trưng cho hệ ngũ hành là kim mộc thủy hỏa thổ. Đặc biệt ở đây cũng sẽ có những cái mặt bậc và cột bậc làm bằng hai màu sắc chất liệu khác nhau, sẽ giúp cho quá trình chúng ta di chuyển nhìn nhận dễ hơn, tránh cái việc là bị bức hụt hay là vấp ngã. Đối với hai bên của sảnh chính này cũng sẽ có hai cột trụ rất là vuông vức rồi. Ở đây cũng sẽ là những cái khối hình vuông vức như này, nó sẽ đồng nhất với cái phong cách thiết kế của toàn bộ công trình là cái phong cách hiện đại. Phía bên trên cũng sẽ có cái hệ mái là mái Nhật nữa. Ở đây chúng ta cũng cần quan tâm đến cái cửa chính nhé. Cửa chính là một cái nơi mà chúng ta sẽ đi ra đi vào hàng ngày, ảnh hưởng rất nhiều đến cái đời sống sinh hoạt tinh thần của gia chủ. Thậm chí là còn có một cái công cụ gọi là thước lỗ ban để đo về cái kích thước của cửa, về cái chiều rộng, chiều cao của cửa, làm sao cho nó rơi vào những cái cung tốt, tránh cái việc là rơi vào những cái cung xấu và đem lại những cái hiểm họa, những cái mất mát tài sản dành cho gia chủ, thậm chí là gây đoạt mệnh nữa. Và cái công cụ này chúng tôi đã cập nhật trên trang web rồi, quý vị có thể vào để tra khảo một cách miễn phí. Ngoài ra nữa, một cái yếu tố thứ hai mà chúng ta cần quan tâm đến cái cửa chính này, đó chính là về cái vật liệu lựa chọn cho cái cửa chính. Ở đây chúng ta đang sử dụng đó chính là cửa nhôm hệ sinh pha kết hợp với cả là những cái cửa kính cường lực, và ở giữa những cái mảng kính này chúng ta còn có thêm những cái lan hoa đồng nữa, tạo thêm những cái điểm nhấn rất là đặc biệt cho cái cửa chính. Và đối với cái việc lựa chọn cái vật liệu như này rất là phù hợp rồi, bởi vì là nó có thể chống chịu được những cái tác động của tự nhiên môi trường rất là lớn, không lo rằng là nó sẽ bị cong vênh như là những cái cửa gỗ tự nhiên nữa. Và đó là về phần ngoại thất của công trình. Còn sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bản hồ sơ thiết kế. Đối với tất cả những cái bản hồ sơ mà do Mark Home thiết kế, chúng tôi sẽ đều đầy đủ những cái nội dung từ hồ sơ kiến trúc này, hồ sơ điện nước, hồ sơ kết cấu cũng như là về bản dự toán của công trình luôn. Thì đối với công trình của gia đình anh Khanh có địa chỉ tại Nghệ An này, chúng ta sẽ có một trang vẽ mục lục bản vẽ kiến trúc bao gồm là 34 trang vẽ. Trong đây sẽ đầy đủ những nội dung từ mặt bằng hiện trạng này, mặt bằng định vị công trình, mặt bằng bát trạch, mặt bằng bố trí nội thất tầng 1, mặt bằng xây dựng tầng 1, rồi là những cái mặt đứng, mặt cắt, những chi tiết vệ sinh, cầu thang, cửa đi, cửa sổ. Nó sẽ giúp cho công trình chúng ta dễ dàng thi công hơn, đặc biệt là trong quá trình chúng ta đọc bản vẽ thiết kế cần phải xem cái nội dung nào. Ví dụ như là mặt bằng xây dựng tầng 1 chẳng hạn, chúng ta xác định nó nằm ở số thứ tự thứ 6, chúng ta mở đến trang vẽ thứ 6 chúng ta xem luôn thì sẽ rất là nhanh chóng và hiệu quả. Và tiếp theo là về mặt bằng hiện trạng của công trình, thì tại đây chúng ta sẽ xác định được cái hình dạng và cái kích thước của lô đất. Và tiếp theo là về cái mặt bằng định vị công trình, có thể xác định rằng là công trình này đã xuôi theo cái hướng đó chính là hướng Tây Bắc, dựa vào cái hoa gió phía bên trên trang vẽ quý vị nhé. Cái hoa gió này nó sẽ luôn luôn chỉ hướng Bắc này, từ đó chúng ta xác định những cái hướng còn lại. Ví dụ như là ngược xuống dưới sẽ có hướng Nam, sang phía bên tay phải là hướng Đông và sang phía bên tay trái là hướng Tây. Từ đó chúng ta xác định những cái hướng, ví dụ như là hướng giữa Bắc với cả là Tây là hướng Tây Bắc, hướng giữa phần Bắc với cả là Đông thì sẽ là Đông Bắc. Đó, thì đối với công trình này đang xuôi theo cái hướng Tây Bắc, và để xem rằng nó có thực sự phù hợp với tuổi của gia chủ hay không thì chúng ta sẽ tìm hiểu qua trang vẽ mặt bằng bát trạch phong thủy. Đối với trang vẽ này chúng ta sẽ nhận thấy thông tin gia chủ sinh năm 1993, Quý Dậu, mệnh Kim, Tây Tứ Trạch. Từ đó chúng ta xác định được bốn hướng tốt, đó chính là hướng Tây này, hướng Tây Nam này, hướng Đông Bắc và hướng Tây Bắc. Trong đó đã có cái hướng Tây Bắc chính là cái hướng của công trình luôn rồi, có thể khẳng định rằng đây là một công trình rất là phù hợp với tuổi của gia chủ. Và ngoài ra chúng ta sẽ có thể xác định cái màu bản mệnh là màu trắng, xám, vàng nhạt. Dựa vào đó chúng ta xác định thêm những cái màu tương sinh, màu tương khắc. Ví dụ như màu tương sinh là màu nâu và vàng đậm, còn màu tương khắc là màu tím, cam, đỏ, hồng. Thì đối với công trình này chúng ta sử dụng chủ yếu là cái màu trắng kết hợp với cả là màu mái là màu xanh nữa thì cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến những cái màu tương sinh hay là màu tương khắc. Và tiếp theo là về cái mặt bằng bố trí nội thất của công trình, thì tại đây chúng ta sẽ có thể xác định đó chính là về cái chiều rộng mặt tiền là 8m, và bên cạnh đó là cái chiều sâu đó chính là 15,3m. Như vậy là chúng ta đã có tổng diện tích của một mặt sàn lên tới 120m² và rất là thoải mái để có thể bố trí được những công năng phía bên trong rồi. Tại đây thì chúng ta sẽ bố trí một khu vực phòng khách có diện tích là 21m² và liên thông với phòng khách sẽ có một không gian phòng thờ có diện tích là 7,5m². Thì cái việc có một không gian tâm linh ban thờ hướng ra phía trước của ngôi nhà mà lại còn liên thông với khu vực phòng khách thì đã rất là quen thuộc với những công trình nhà vườn rồi, đặc biệt là với những công trình nhà vườn một tầng. Và tại đây thì chúng ta sẽ có một khu vực phòng bếp kết hợp với phòng ăn diện tích là 19,8m², có đặt một cái bộ bàn ghế ngồi ăn uống ở đây rất là thuận tiện cho quá trình chúng ta nấu nướng rồi chúng ta ăn luôn. Và đối với khu vực bàn bếp thì đang sử dụng ở đây là hệ thống bàn bếp hình chữ L, với cái việc bố trí bồn rửa cũng như là bếp nấu theo hai cái hướng khác nhau, tránh xúc khắc thủy hỏa trong quá trình chúng ta nấu nướng. Và ngoài ra còn có một cái hệ thống cửa đi để ra sảnh phụ nữa, rất là thuận tiện cho những người nội trợ khi mà chúng ta di chuyển
nguồn thực phẩm thức ăn từ phía bên ngoài vào, không lo bị rơi rớt ra sảnh chính cũng như là phòng khách của công trình. Và đối với công trình này chúng ta sẽ có 3 phòng ngủ. Phòng ngủ 1 có diện tích là 12,5 m², phòng ngủ 2 là 12,8 m² và phòng ngủ 3 là 14,4 m². Tất cả những cái phòng ngủ này sẽ đều đầy đủ những nội thất công năng từ giường đôi này, tủ quần áo cho tới bàn làm việc trang điểm. Và đặc biệt riêng phòng ngủ 3 còn có cả nhà vệ sinh khép kín nữa. Đây là phòng ngủ master của công trình, có diện tích là 3 m², đầy đủ những nội thất công năng từ lavabo này, bồn cầu cho tới vòi tắm sen. Không khác gì so với một nhà vệ sinh chung cả. Và đối diện thì sẽ có nhà vệ sinh chung cũng sẽ đầy đủ những nội thất công năng tương tự trong cái khoảng không gian diện tích là 4 m². Và sẽ có một cái cửa để đi ra phía đằng sau công trình, ra tới một cái sân ướt diện tích là 9,5 m². Tại đây đã đặt một cái máy giặt, có lẽ là sẽ thuận tiện cho quá trình chúng ta giặt đồ rồi là chúng ta phơi đồ ở vị trí này luôn. Và ngoài ra nữa thì nó sẽ rất là thuận tiện cho quá trình chúng ta nấu nướng, khi mà có thể sơ chế những cái thực phẩm bẩn ở ngoài sân ướt này sẽ không lo rằng là nó bị rơi rớt ra phía không gian khu vực phòng bếp kết hợp với phòng ăn. Và tiếp theo xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bản vẽ nội thất 3D của công trình. Đối với tất cả những cái bản vẽ nội thất 3D mà chúng tôi đã thực hiện ý, thì đã nhận được rất nhiều những cái lời khen tích cực từ quý vị khán giả rồi. Rằng là khi mà nhìn vào nó sẽ rất là thực tế, nó sẽ giống như là một công trình mà chúng ta đã hoàn thiện xong vậy. Và thậm chí là về những cái về độ bóng rồi là phản chiếu ánh sáng, nó sẽ cực kỳ là rõ ràng, không khác gì với cả một công trình thực tế mà chúng ta nhìn vào cả. Và ví dụ như ở đây chúng ta còn có thể xác định được những cái vật liệu, ví dụ như là loại gạch la sàn ở đây đó chính là gạch ceramic với cả vân đá màu sáng. Nó đã tạo ra một cái không gian cực kỳ là ấm cúng cho gia đình và tạo ra một cái màu sắc nó đồng nhất, rất giống với cả những cái nội thất của công trình như là bộ bàn ghế ngồi ăn này, hệ thống tủ bếp cũng như là hệ thống rèm tre của toàn bộ công trình. Và riêng với cả 3 phòng ngủ chúng ta sẽ sử dụng một cái vật liệu khác cho sàn nhà, đó chính là chúng ta sẽ lát gỗ tự nhiên. Cái việc chúng ta sử dụng những cái loại gỗ tự nhiên như thế này nó sẽ giúp cho phòng ngủ chúng ta tạo ra cái cảm giác là ấm áp hơn vào mùa đông và sẽ mát mẻ hơn vào cái mùa hè. Và cho tới hai khu vực nhà vệ sinh chung cũng như nhà vệ sinh khép kín của công trình, chúng ta sẽ sử dụng những cái loại gạch lát sàn làm bằng những cái gạch chống trơn nhá, thì nó sẽ an toàn hơn rất nhiều cho quá trình chúng ta sử dụng. Đây là cái nơi mà chúng ta sẽ có bị ảnh hưởng bởi hơi nước cũng như là nước chảy ra rất là nhiều ở sàn. Nếu như mà chúng ta không làm khô nhanh chóng và cẩn thận ý, thì sử dụng những cái loại gạch trơn thì sẽ rất dễ là bị trơn trượt hay là vấp ngã. Thì cái việc chúng ta sử dụng những cái loại gạch chống trơn là rất hợp lý rồi. Và cùng quay trở lại với bản vẽ của công trình để chúng ta cùng tìm hiểu về kết cấu chiều cao. Ở đây thì chúng ta sẽ có chiều cao tổng thể là 7,4 m, trong đó sẽ đầu tư là 750 mm cho hệ thống bậc ngũ cấp phía bên dưới này, 3,9 m cho chiều cao thông thủy tầng 1 và 2,7 m cho chiều cao của mái nhật phía bên trên. Phía bên dưới này cũng sẽ có những cái ghi chú rất là cẩn thận và chi tiết về những cái ngoại thất của công trình, sử dụng những cái hạng mục vật liệu như thế nào để giúp cho quý vị chúng ta sẽ thi công đồng nhất với cả trong bản vẽ thiết kế. Phía dưới này cũng sẽ có trang vẽ mặt cắt AA cũng như là mặt cắt BB thể hiện những cái thông số của dầm sàn tường rất là chi tiết ở đây, giúp cho cái quá trình chúng ta thi công nó sẽ chuẩn chỉ theo đúng với các bản vẽ kế hoạch với những cái số lượng kích thước sổ đo rất là cụ thể ở đây rồi. Tiếp theo là về hồ sơ điện nước của công trình, thì với hạng mục điện nước này chúng ta sẽ đầy đủ những nội dung từ ký hiệu thiết bị điện, mặt bằng cấp điện chiếu sáng thông gió, mặt bằng bố trí ổ cắm internet, mặt bằng cấp điện điều hòa bình nóng lạnh, mặt bằng bố trí camera, mặt bằng chống sét tiếp điện cấp thoát nước, những cái chi tiết lắp đặt thiết bị nữa. Nó sẽ giúp cho quá trình chúng ta thi công cũng sẽ chuẩn chỉ theo đúng với cái bản vẽ kế hoạch, xem rằng là những cái đường điện, đường nước chúng ta đi như thế nào cho nó hợp lý và nó đã được tính toán sẵn rồi. Thậm chí là với những cái đường điện âm tường chúng ta sau này mà muốn lắp đặt thêm những hệ thống điện nước khác vẫn có thể mở lại bản vẽ ra xem rằng là những cái đường điện cũ chúng ta đi ở đâu, tránh cái việc là chúng ta sẽ khoan rồi là đục nhầm vào những cái đường điện cũ khiến cho công trình của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng đến cái chất lượng. Tiếp theo là về hạng mục kết cấu của công trình, thì tại cái hạng mục kết cấu này có thể đọc được cái giải pháp xử lý nền và móng là móng bè bê tông cốt thép. Và đối với cái giải pháp xử lý nền và móng này chúng ta đang sử dụng đó chính là móng cốc bê tông cốt thép. Móng cốc bây giờ là cái loại móng thi công đơn giản nhất rồi, và ngoài ra nữa nó còn có một cái chi phí đầu tư rất là rẻ. Và ngoài ra thì chúng tôi còn đã có đội ngũ kỹ sư về trực tiếp tại địa bàn để khảo sát xem là cái nền địa chính ở đây là như thế nào và sử dụng những cái loại móng ra làm sao cho nó phù hợp với cả chất lượng của công trình. Và ngoài ra nữa thì cũng sẽ phù hợp với cả cái tình hình tài chính đầu tư của gia chủ. Thì đây chính là một cái bức ảnh flycam chụp từ phía bên trên trời nhìn xuống cái không gian lô đất của công trình, quý vị có thể theo dõi ở đây. Và cuối cùng là về phần dự toán của công trình, đối với công trình của gia đình anh Khanh cũng như là tất cả những công trình khác, chúng tôi sẽ có một cái bản dự toán rất là cụ thể chi tiết từ những cái hạng mục lớn nhất cho tới nhỏ nhất, như là những phần thô, phần hàn
thiện những cái hạng mục mái rồi là phần thân cho tới những cái rất là nhỏ thôi như là những cái khối lượng của phi rồi là dầm đã được thống kê về những cái đơn vị khối lượng phía bên cạnh này. Đặc biệt là với những cái đơn giá và thành tiền cũng sẽ giúp quý vị có thể chủ động hơn trong cái việc chuẩn bị tình hình tài chính, kinh phí đầu tư cho công trình. Và chúng tôi cũng cam kết rằng sau khi quý vị đã ký hợp đồng thi công trọn gói xong là toàn bộ sẽ không phát sinh, không nâng giá, không thay đổi chỉnh sửa gì cả. Thế nên là quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về công trình khi mà chúng ta đầu tư. Và quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ thông tin về công trình của gia đình anh Khanh có địa chỉ tại Nghệ An. Nếu quý vị có thắc mắc cần lời giải đáp hoặc là có nhu cầu thiết kế thi công trọn gói, xin mời quý vị liên hệ tới hotline của công ty. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.